nhấc cả hai em luồn từ dưới đáy nhá. Kia là thằng công an này, thằng cấp cứu. Đây rồi anh ơi, để em chọc vào. Rồi được rồi anh. Không được, không được, để em lùi lại đã. Rồi, ok rồi. Thôi được rồi anh ơi. Đánh vừa rồi. Để từ từ anh em mình cho nó nằm lên nhau. Cho nó nằm lên nhau là được luôn. Dạ. Không lăn được. Kệ nó, kệ nó. Cái từ từ này nó lên rồi bắt đầu kéo sang. Đấy, thế dê được rồi. Bịt mẹ nó treo lên chứ. Con kỳ. Quả đấy tưởng không chạm chân xuống đất đi. Rồi. Đấy anh luồn cái đấy vào này em rút ra được.
được. Nào. Rồi. Vừa êm. Anh buộc đấy thì buộc không, thì đây buộc cái thằng này. Hai cái vào nhau á. Ừ đấy. Buộc đầy phát với cho góc kia phát là thoải mái. Anh cuốn cuốn cho nó vặn không. Đấy, anh cuốn đấy. Làm cho vài trao vào đây. Cho cái thằng nào hôm với anh mới đi mà cứ nhớ gì. Cái hôm mà đi Hải Lý Hậu ấy. Hay là Hải Giang Hải Hậu gì đấy. Hôm tới cậu đi á. Vâng, hôm anh với em đi. Mà giao con 45 ấy. Xong bắt đầu là đem ra cánh đồng mà cái chỗ nó bán quần áo phải dọn đấy. Ok, cô ra đây. Con đấy để em nhấc bổng lên thay chiều này chui vào. Đây nhá. Ô nó lại treo vào đầu thằng kia.